Mã nữ từ mạch Quang Minh ly hôn được gần 5 năm, Quang Minh và Hồng Đào giờ đây đã có cuộc sống mới. Cả hai cũng hoạt động xen kẽ ở Việt Nam lẫn hải ngoại. Hầu đường ai nấy đi, công chúng vẫn chưa từng thấy cặp đôi hồi ngộ. Dù vậy cả hai vẫn hết lòng dành sự quan tâm cho gia đình. Mới đây nhân dịp sinh nhật con gái đầu lòng Vicky Phương Vân, Quang Minh và Hồng Đào đồng loạt gửi lời chúc mừng. Chụp ảnh cùng ái nữ, Hồng Đào nhắn nhủ: "Chúc mừng sinh nhật con gái xinh đẹp của tôi, 26 tháng 10. Thời gian qua, nữ nghệ sĩ thường xuyên cập nhật cuộc sống tại Mỹ cùng với mẹ ruột và hai con gái. Về phía Quang Minh, anh đăng tải bức ảnh ái nữ đẹp rạng ngời kèm theo lời chúc tuổi mới. Nam Dân Hải cho biết hôm nay ngày 26 tháng 10 ngày sinh nhật của Vicky nè cô chú. Ở xa con nhưng ba vẫn luôn nghĩ về con. Hôm nay ngày sinh nhật con, ba muốn nói với con một câu. Dù thế nào đi chăng nữa, con vẫn luôn được yêu thương hôm nay, ngày mai và mãi mãi. Chúc mừng sinh nhật cô công chúa, con gái của bố." Đáng chú ý trong bài viết, Quang Minh chia sẻ câu chuyện được Hồng Đào kể về cuộc sống hiện tại của Vicky Phương Vân. Anh nói lần này về Mỹ, ba được mẹ cho biết con siêng năng làm việc và luôn có đầu óc cầu tiến, ba vui lắm. Đây là lần hiếm hoi nam nghệ sĩ hé lộ cuộc trò chuyện với vợ cũ. Trước đó trong dịp sinh nhật con gái thứ hai Sophia Minh Châu hồi tháng 7 vừa qua, chồng cũ Hồng Đào tình cảm gửi lời chúc sinh nhật con gái từ xa. Từ sau khi nam nghệ sĩ về Việt Nam hoạt động, công chúng chưa từng thấy ba bố con đoàn tụ. Quang Minh từng cho biết sau khi ly hôn, cả Hồng Đào lẫn hai con đều giận anh. Quang Minh tâm sự chuyện Vicky Phương Vân và Sophia Minh Châu không liên lạc với bố. Chồng cũ Hồng Đào nhiều đêm trằn trọc và thức đến sáng chỉ chờ tin nhắn của các con. Cuối năm 2022, nam nghệ sĩ nặng lòng tiết lộ thêm đã hơn một năm không được gặp mặt con gái. "Cũng một năm rồi tôi không gặp con gái kể từ lần gặp cuối cùng. Thế nhưng nhắn tin thì tôi vẫn nhắn, dĩ nhiên là hai đứa nhỏ cũng giận, cũng buồn tôi. Hai con thì Hồng Đào từ nhỏ, thổ còn sống cùng nhau, tôi không bao giờ nói không với các con. Tôi biết chắc là các con thương tôi nhiều lắm." Quang Minh trải lòng. Riêng mối quan hệ với Hồng Đào, anh cho biết hai bên vẫn giữ liên lạc, hỏi thăm nhau. Tuy nhiên, nam dân hài vẫn cảm thấy buồn vì vợ cũ còn giận mình. Quang Minh chia sẻ, tôi nghĩ Hồng Đào cũng còn giận tôi lắm, nhưng lâu lâu vẫn nhắn tin cho nhau. Khi thấy tin nhắn của cô ấy là tôi trả lời liền, có Hồng Đào phản hồi thì khá lâu. Nhắn tin cho Hồng Đào 8 năm mới trả lời. Bây giờ tôi chỉ mong ước rằng có thể giúp đỡ lẫn nhau khi cần. Đến nay cuộc sống hôn nhân tan vỡ sau 24 năm chung sống của Quang Minh Hồng Đào khiến người hâm mộ tiếc nuối mỗi khi nhắc lại. Từ đầu năm 2023, Quang Minh gây chú ý hoạt động sôi nổi ở Việt Nam, không chỉ lĩnh vực phim ảnh, sân khấu mà anh còn rẽ hướng sang là MC dẫn chương trình. Ở tuổi 64, chồng của Hồng Đào được nhận xét trẻ trung, hy vọng giữ được phong độ ngoại hình năng động. Dù vậy, Quang Minh thừa nhận anh cảm thấy khó khăn với cuộc sống độc thân. Nam Dân Hải cho biết anh sẵn sàng đi thêm bước nữa nếu gặp người phụ nữ phù hợp. Khác với chồng cũ vẫn thường nói về góc khuất hôn nhân hầu chia tay, phía Hồng Đào đến nay vẫn giữ thái độ im lặng. Thời gian qua, cô và chồng cũ cùng lúc trở về Việt Nam tham gia các dự án nghệ thuật nhưng cả hai chưa từng xuất hiện cùng nhau. Hiện tại, nữ nghệ sĩ tận hưởng cuộc sống độc thân, sắc vóc tuổi ngoài 60 được nhận xét ngày càng lên hương.